có. Ở trong phòng của tôi á, bà vô phòng của tôi đi. Rồi bà thấy cái chỗ treo đồ của tôi chưa? Ở trên chỗ treo đồ đó đó. Ừ đúng rồi, có cáo khoác màu xanh đó nha. Bên trong túi bên phải là có đống tiền lẻ ngày hôm qua của tôi còn để ở trong đó. Đúng rồi, có rồi phải không? Bà lấy đống tiền lẻ đó bà xài đỡ đi nha. À, ok bà, vậy nha, bye bye bà. Cái gì vậy? Kim Chi gọi mượn tiền hả? Đâu phải Kim Chi đâu thầy. Dạ. Alo Chi hả? Ừ. Sao? Trong túi áo khoác không có tiền hả? Ừ, đưa. Chi nói điện thoại cô sao không gọi được? Nói trong túi áo khoác không có tiền kìa. Ủa gì kỳ vậy? Kim Chi, cái túi áo khoác đó hồi nãy tôi nói bên phải đó, ở trong đó hồi không có qua tôi đi siêu thị xong rồi. Còn dối nữa không? Ừ. Sao thầy Phúc em... Nói đi. Kim Chi mượn tiền hả? Dạ, tại vì Kim Chi không có muốn em nói cho thầy biết là Kim Chi đang thất nghiệp, em muốn kiếm việc làm cho nên không có tiền xài. Thầy Phúc biết đó, tại vì lòng tự trọng của Kim Chi cao dữ lắm. Lòng tự trọng cao lắm hả? Vậy sao mượn tiền của người khác hả? Thôi mà thầy Phúc, thầy lỡ biết chuyện này rồi, thầy đừng có nói với Kim Chi là em nói với thầy biết nha thầy. Chắc Kim Chi giận em chết luôn á. Cô này thiệt tình. Bây giờ làm việc đi. Dạ. Chào cô. Chào cô. Cô Hương, cái vụ mà liên lạc với lại nhạc sĩ Tuấn Phong để mà sáng tác bài hát kỷ niệm nhà trường mình, cô liên lạc chưa? Dạ, trợ lý của ảnh nói là ảnh đang ở bên Mỹ luôn thầy. Qua Mỹ rồi giờ cô chịu thua hả? Qua Mỹ thì cô phải mua vé cô qua Mỹ gặp ổng mới liên lạc. Làm ăn chậm đâu cái chết rồi. Dạ xin lỗi thầy, là cái chuyện mà qua bên Mỹ đó là nó không có khả thi lắm thầy. Thôi giờ vậy. Dạ. Liên lạc gấp, tìm một nhạc sĩ khác sáng tác bài nhà hát của nhà trường mình nghe chưa? Dạ thưa thầy. Vậy đi. Dạ. Ủa cô ơi, không phải là mình đã kêu nhạc sĩ Tuấn Phong sáng tác nữa hả cô? Trợ lý của ảnh nói là ảnh đang bận ở bên Mỹ đó. Bây giờ là tôi phải là kiếm nhạc sĩ khác thay thế vô đó cô. Dạ. Cái vụ này căng à. Nhạc sĩ. Cô, nếu như một người biết sáng tác, biết hát luôn thì mình trả lương họ sao cô? À thì mình phải trả cho người ta thỏa đáng chứ thầy. Vậy tôi có quen biết một người nhạc sĩ này. Vậy để tôi giới thiệu được không? Dạ, được đó thầy. Có gì đâu. Tới đây chi ạ? Nói gì vậy? Nhà này tài sản chung, tại sao tôi không tới được? Vậy thì sao? Rốt cuộc là tới đây làm gì? Kiếm tôi hả? Nè, khách tới nhà không mời nước uống mà đâu nói gì hả? Nãy anh mới nói ở đây là nhà của anh mà. Nhà của anh á thì anh tự đi lấy đi chứ. Hết khát luôn rồi. Thì sao? Tới đây vì gì? Tôi tới đây á là gì? Thôi khỏi nói, tôi biết rồi. Tôi nói thiệt nha, anh đúng là một con người ích kỷ keo kiệt. Trả giùm tôi á có 100 mấy chục ngàn à mà tới đây đòi chứ gì. Nè, nhắc cho anh nghe, đòi hoài là tôi xù luôn đó. Cô muốn đi làm không? Cái gì? Đi làm gì? Nhưng mà tôi bận lắm. Bận nữa hả? Ừ. Vậy thôi biết sao giờ. Ê, khoan đã. Tôi chưa có coi lịch bận mà. Ôi trời ơi, tiếc quá trời luôn á. Tháng sau á là phải sáng tác ở Đà Nẵng, tháng tới là sáng tác ở Nha Trang, rồi còn tháng kia là phải đi tới Hà Nội luôn. Trời ơi, bận tới sang năm luôn, hết cả năm rồi. Nhưng mà không sao, coi như là tôi nể tình anh đó hả, qua tới tận bên đây để năn nỉ tôi đi làm. Tôi sẽ nhận công việc này. Hên ha. Anh hên dễ sợ. Tôi hên quá ha. Ê, nhưng mà quan trọng là công việc gì vậy? Trường của tôi á đang cần một người biết nhạc để biểu diễn trong lễ thành lập của trường. Mà cô có làm được không á? Trời ơi, được chứ sao không được, sở trường của tôi mà. Nè nè, nhưng mà quan trọng là chủ đề bài hát là cái gì, bài hát dài bao nhiêu, rồi khi nào giao, quan trọng là bao nhiêu tiền. Tiền. Yên tâm đi, trường của tôi á trả tiền không có tệ đâu. Mà quan trọng là có làm được không đó chứ. À, tôi quên, cô là nhà sàn nhạc tài ba mà. Nhớ chưa thì không? Làm ơn tránh ra cho nhà sàn nhạc tài ba đi. Tên, nhớ không? Kim Chi ở xứ Hàn hả? Dạ không, em du học sinh ở Sing về. À quên, tôi lại nhớ cái món kim chi ở bên Hàn Quốc. Xin lỗi. Vậy là du học nhạc ở bên Tân Gia Ba. Dạ Singapore. Singapore. Cô Kim Chi đã sáng tác được nhiều bài hát chưa? Dạ chưa. Dạ rồi. Dạ cổ nói là cổ bán rất nhiều ca khúc nổi tiếng cho những ca sĩ nổi tiếng đó thầy. Dạ vâng, ý em là em chưa có nói với thầy. Ủa vậy hả? Dạ. Chà, vậy thì tốt quá. Dạ. Thì coi như bây giờ là tôi đồng ý đó. Cô ráng làm sao cô sáng tác cái bài nhạc thiệt lẹ để trúng cái dịp kỷ niệm của nhà trường. Dạ vâng. Cảm ơn thầy. Dạ em chào thầy, nhà thầy Phúc. Ủa Kim Chi, người ta là Kim Chi, nhạc sĩ ở bên Singapore mới về. Dạ. Cô vô đây làm gì? Em tính mượn thầy cái kim băng. Thì lục ở trong tủ. Dạ. Dạ. Chào thầy. Chào em. Ủa, em quen với nhạc sĩ hả? Đúng rồi. Đi ra ngoài cho thầy. Biết đây là phòng giáo viên không hả? Đi ra ngoài. Em đang muốn nói cái gì đó. Vô đây với thầy. Đi ra ngoài. Nghe thầy nói nè. Xuống sân trường nhảy 30 vòng cốc cho thầy. Lẹ. Thầy xử gì có thô bạo lắm không? Nó chưa nói gì mà bắt chạy 30 vòng. Dạ không thầy. Học trò bây giờ mất lịch sự của thầy. Vào phòng giáo viên mà không gõ cửa, mình phải dạy dỗ nó cho biết là tôn tư tật tự. Về hả? Dạ. Thì thầy cũng đi coi lại tâm lý của mình nha. Dạ. Nó phát triển không được đều lắm. Dạ. Cô lấy kim băng chưa? Dạ. Sao mà không đi còn đứng dòm nhạc sĩ hoài vậy? Dạ tại em rất là hâm mộ cô nhạc sĩ Kim Chi. Là sao? Tại vì cổ là sáng tác được nhiều bài hot lắm á thầy, mà nhiều fan hâm mộ. Là em cũng là một trong những fan của cổ. Nổi tiếng lắm hả? Dạ.